Chào các bạn, hôm nay mình chuyển sang một phép thi công mới trong phần surface, tức là kiểu chạy dao Isoline, và tôi dùng cái file là keyboard nc cho tôi mục là surface keyboard. Tất nhiên mình sẽ tập luyện việc trước rồi mình mở nó ra. Đây, tình huống bây giờ tôi sẽ công cái mặt này các bạn, cái mặt này và cái mặt này bằng phương pháp là Isoline. Thì nói sơ qua về cái Isoline thì các bạn cứ hình dung là một bề mặt nó sẽ có những hai cái đường là đường u và đường v. Thì nó giống như là cái đường bình đồ trong cái mình học về biểu đồ các bạn, mình học về bản đồ á, thì nó có những cái đường đồng mức. Thì nếu trong đường bình đồ á là những cái đường gần như là nó có cái độ cao là xấp xỉ như nhau, tức là khi mình di chuyển trên cái đường bình đồ á thì mình không phải thay đổi độ cao, tốn công tốn sức nhiều hơn. Thì với đường Isoline cũng như vậy, giả sử như là mình bỏ qua cái việc là cái lượng dư của bức trước đó còn lại á, thì cái đường Isoline bảo đảm cho mình là cái lượng cắt của bạn, cái con dao nó chạy cắt á, nó sẽ là đồng đều nhất về cái mặt lượng dư, tức là cái khả năng nó bám vào mặt các bạn nó đồng đều, nó không có bị là vấp lên vấp xuống, bảo đảm được là cái mặt nó đẹp nhất. Thì đó là tôi nói về cái đường Isoline. Thì có một cách tương đối, tôi nói tương đối các bạn, để mình dự đoán được Isoline đó, tức là mình qua cái phần analysis nè, các bạn sẽ xem được về cái mesh của nó nha. Bạn thấy thế này, thế này thì các bạn thấy gần như tương đối là những cái đường Isoline của nó các bạn chính là những cái đường là cái đường mesh thế này, nó sẽ có hai hướng, một hướng là u và hướng là v. Đấy, thì là mình coi tương đối như vậy. Tôi sẽ xóa đi cái này nhá, regen lại. Rồi mình qua phần mill, mình vô surface milling, name, tức là mình đặt tên. Cái này thì không sao các bạn nghe, mà tôi muốn đặt tên tôi để như vậy thì đặt tên nó nằm cho bên đây nè. Rồi tôi chọn cái dụng cụ cắt của tôi nè, tất nhiên là phải có parameter là chế độ cắt, đối tượng gia công và cách cắt của mình. Mình đo. Đây bây giờ tôi đặt tên là Isoline. Mình thấy là anh hiện cái Isoline đây. Còn nếu không có thì mình lấy cái tên của nó. Tôi ở đây tôi chọn con dao là 0.5, các bạn lưu ý đây cái đơn vị là in nhé, đây đơn vị là in là 0.5 in. Rồi chế độ cắt thì tôi để đây là 12 feet các bạn, feet per minute. Step over tôi để là dù chấm 0.05. Ở đây Cliston tôi để dụ như là 1.500 nhé. Rồi lượng vô tôi cho nhỏ sẽ bằng 0 luôn. Rồi, tôi đồng ý. Rồi mình sẽ đổi từ các của mình chọn là model, tức là mình chọn trực tiếp trên cái model của mình luôn. Mình đo, mình chọn anh này một cái, mình ok, mình đo. Rồi các bạn thấy nè, lúc trước mình chọn kiểu là Straight Cut, bây giờ mình chuyển sang kiểu là Isoline. Và bạn xem thử nè, chọn cái này một cái, mình nhúc như vậy. Nếu các bạn để button hiện lên như vậy là nó sẽ đi lên xuống, lên xuống, lên xuống nha. Các bạn xem nè, mình review thử, đây nó sẽ nằm ngang. Còn nếu các bạn chọn anh này nhé, mà các bạn để như vậy thì sẽ được thẳng đứng. Nên các bạn để nó đổi hướng lại nè thì lại thẳng đứng. Còn bạn để như vậy, bạn để đảo hướng một cái thì đường nằm ngang. Các bạn ok. Và mình có thể điểm đi playback, mình coi thử screen play. Rồi mình coi thử nha. Các bạn thấy nè, mình chạy qua chạy lại. Thì các bạn thấy là nếu mà so với cái phương pháp chạy mà Straight Cut á, nó chỉ là những cái đường thẳng, có thể là hợp một góc 0 độ hoặc góc bất kỳ so với trục x, thì cái phương pháp Isoline này á, nó có cái ưu điểm hơn là nó có thể chạy theo cái đường cong về mặt các bạn, đúng cái đường 3D nó chạy nó về mặt như vậy luôn, nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình đồng ý nha. Bây giờ giả sử như tôi thêm một mặt nữa mà tôi lại vô phần là setup nè, tôi vô cái phần là surface đo đo luôn. Bây giờ tôi muốn hiện xem cái mặt là đã chọn rồi á, thì tôi nút show hay là cái mặt này. Bây giờ tôi chọn mặt kế bên, tôi nút S và tôi chọn cái mặt kế bên của ảnh nha, là cái mặt này. Ok, và mình show lại xem tôi có như mặt tất cả đây nè, mình có hai mặt nha. Mình đo thì với mặt này các bạn thấy nè, ở từng mặt á thì sẽ hướng UV khác nhau, cho nên giờ mình ở hai anh này nha, mình review thử đúng rồi đúng không nè. Nhưng mà anh này nè, cái phương dài các bạn chính là cái phương U của nó, nó bị sai nè. Thì cái anh này các bạn phải đổi hướng lại, các bạn xem thử nha, đúng rồi nè, ok. Rồi các bạn xem cái nó chạy như thế nào nhé. Các bạn thấy nè, nó chạy hết một mặt. Sau đó nó mới chuyển sang cái mặt thứ hai. Thì nó có một cái hạn chế, các bạn thấy là đây nè, nó không tiếp giáp nhau, cái dao vẫn nhảy lên. Thì với nhiều kiểu như vậy á, thì nó sẽ không có đẹp các bạn. Cho nên cái hạn chế của cái phương pháp Isoline này á, là nó chỉ dạy được là những cái mặt liên tục thôi, những cái một lần chọn một như này, nó ghi cái patch các bạn. Nếu nó có hai bề mặt khác nhau như vậy thì nó sẽ bị nhảy. Thì đó là cái điểm hạn chế mà tại sao cái kiểu Isoline cũng khá là ít xài, và mình sẽ chuyển sang một kiểu khác nó ưu điểm hơn, chứ là kiểu là Cutline. Thì tôi sẽ trình bày một clip tiếp theo. Còn đây mình kết thúc clip này ở đây các bạn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.